chương 221, tin tức độc nhất vô nhị. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không thể phản ứng lại. Nhóm ông chủ các công ty một giây trước còn la hét muốn cắt đứt hợp tác không ai bị nổi, nhưng một giây sau ngay cả công ty của mình cũng không thể giữ được. Mười chủ tịch của các công ty lớn, không chỉ một mình vương đỉnh ngôn như thế mà chín vị chủ tịch khác cũng bày ra ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu cảm, rõ ràng là cùng một chiến tuyến thống nhất. Nhưng ông chủ của các công ty đó hoàn toàn ngây người, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, lết đến ôm chặt lấy ống quần của Vương Đỉnh Ngôn, cầu xin nói: "Chủ tịch Vương, tha cho chúng tôi đi, chúng tôi biết sai rồi. Đừng xuống tay với công ty của chúng tôi." 10 công ty lớn, mỗi một công ty đều nằm trong top 50 công ty hàng đầu ở Minh Châu này. Nếu bọn họ hợp tác để đối phó với một số công ty nhỏ bé thì quả thực còn dễ dàng hơn cả việc chém dưa sắt rau. "Cút ngay cho tôi!" Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng khi Vương Đỉnh Ngôn một chân đá văng ông chủ kia khiến ông ta ngã lăn ra ngoài, chín vị chủ tịch của các công ty khác cũng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ. Vương Đỉnh Ngôn xoay người lại, khẽ mỉm cười với Liễu Phi Tuyết. Liễu Tiểu Thư, cô đã hài lòng với kết quả như vậy chưa? Liễu Phi Tuyết không nói gì, đôi mắt xinh đẹp vô cùng chấn động, cô bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía huỳnh nhân từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời anh không mở miệng, chỉ mỉm cười nhìn Liễu Phi Tuyết, khẽ gật đầu với cô. Liễu Phi Tuyết lập tức biết rõ tất cả những chuyện này đều là do Huỳnh Nhân ở phía sau điều khiển. Sau khi tiến chủ tịch của 10 công ty đi, lúc này Huỳnh Nhân mới mỉm cười nói. Anh đã nói mà, tất cả mọi chuyện đã có anh rồi. Cảm ơn anh. Hiếm khi Liễu Phi Tuyết nở một nụ cười, Mỹ Nhân cười, người còn đẹp hơn hoa. Còn có một câu mà Huỳnh Nhân không nói, nếu Liễu Phi Tuyết quyết định giới hạn cuối cùng của tập đoàn Lệ Tinh thì Huỳnh Nhân sẽ quyết định hạn mức cao nhất của tập đoàn Lệ Tinh. Chỉ cần Huỳnh Nhân bằng lòng thì toàn bộ tài nguyên đều sẽ đổ dồn vào tập đoàn Lệ Tinh, chỉ trong một đêm có thể khiến tập đoàn Lệ Tinh trở thành đế chế kinh doanh của toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Nhưng với tính cách hiếu thắng của Liễu Phi Tuyết, chắc chắn cô sẽ khó chấp nhận, cho nên anh mới không thực hiện. Dục tốc bất đạt, vẫn nên từ từ phát triển thì hơn. Nguy cơ của công ty đã được giải trừ, nhưng Liễu Phi Tuyết vẫn không thể thả lỏng, Huỳnh Nhân biết cô vẫn còn đang suy nghĩ đến tin tức bôi đen mình kia. Đến lúc này, điện thoại của Huỳnh Nhân vang lên. Giọng nói trầm thấp của Thiên Việt Bân vang lên. Ngài Huỳnh, việc điều tra công ty truyền thông Triều Hoa mà anh yêu cầu tôi điều tra đã có kết quả rồi. Bà chủ là một người phụ nữ tên là Ngô Thiền Liên, là tình nhân bí mật của Đồng Ngọc Thụ, một người mới tham gia vào lĩnh vực kinh doanh truyền thông dựa vào tài nguyên sau lưng đồng ngọc thụ công ty mới từ từ lớn mạnh quả nhiên là nhà họ đồng trong mắt huỳnh nhân lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo ngài huỳnh ngài có muốn tôi giúp ngài tăng thiên tường không thể không biết đến tin tức đầu đề của ngày hôm nay đúng là liễu phi tuyết ngay lập tức không nhịn được nói không cần bây giờ tin tức đã được tung ra mỗi một giây trôi qua đều có hàng ngàn cư dân mạng xem rút về cũng vô dụng thôi việc này tôi sẽ tự mình giải quyết huỳnh nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói phía bên anh cứ tiếp tục theo dõi địa chỉ internet rồi nghe theo dặn dò của tôi vâng thiên việt bân đáp lời rồi cúp điện thoại ai gọi đến vậy liễu phi tuyết tò mò nhìn huỳnh nhân hỏi một trong những cấp dưới của anh huỳnh nhân khẽ mỉm cười vô cùng tự nhiên nắm lấy tay liễu phi tuyết đi thôi đi cùng anh đến một nơi chờ một chút vẫn còn đang ở công ty đấy đột nhiên bị huỳnh nhân nắm tay như vậy, vẻ mặt liễu phi tuyết tràn ngập sự lo lắng, nhưng sức lực trong tay cũng chỉ hơi giãy dụa mấy cái rồi để mặc bàn tay rộng lớn của huỳnh nhân nắm lấy. Nửa tiếng sau, huỳnh nhân và liễu phi tuyết xuất hiện ở một công ty tên là Truyền thông Triều Hoa. Chính xác mà nói đây là một phòng làm việc chỉ có mười mấy nhân viên. Gọi bà chủ của mấy người ra đây, huỳnh nhân dứt khoát nói với nhân viên ở quầy lễ tân. Hai người muốn gặp tổng giám đốc ngô, có hẹn trước không? nhân viên ở quầy lễ tân hoàn toàn không đặt huỳnh nhân vào trong mắt, cực kỳ kiêu ngạo nói. Huỳnh nhân bị chọc cười. Nực cười cho một công ty lớn, người đang ở trong văn phòng phía sau, còn cần phải hẹn trước sao? Lúc vừa mới vào cửa, dựa vào trực giác trời sinh của một kẻ mạnh, anh lập tức biết rõ chỉ có một người đang ngồi trong văn phòng kia, 8 phần là Ngô Thiến Liên. Sắc mặt của nhân viên trước quầy lễ tân thay đổi rõ rệt. Anh là ai? tìm tổng giám đốc Ngô của chúng tôi để làm gì? Câu hỏi này nên hỏi tổng giám đốc Ngô của mấy người thì thích hợp hơn, đúng không? Ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên lạnh lẽo, chỉ vào Liễu Phi Tuyết nói. Cô nhìn kỹ xem, cô ấy là ai? Nhân viên trước quầy lễ tân lập tức nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, nhất thời ngạc nhiên không thôi. Cô, chẳng phải cô là? Khóe miệng Huỳnh Nhân nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Bây giờ đã biết chúng tôi đến đây làm gì rồi chứ? cuối cùng trong mắt nhân viên lễ tân cũng hiện lên một tia hoảng loạn. Bây giờ tổng giám đốc ngô rất bận, hai người không thể đi vào. Cô ngăn cản tôi được không? Huỳnh nhân lạnh lùng hỏi một câu, sau đó dẫn theo liễu phi tuyết đi vào. Nhân viên lễ tân vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt của Huỳnh nhân, cô ta lập tức sợ đến mức ngây người, cả người đứng sướng tại chỗ giống như người gỗ. Để bọn họ vào đi. Đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ trong căn phòng kia. Nhân viên lễ tân không ngăn cản nữa, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới bước vào văn phòng, Huỳnh Nhân lập tức nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang vắt chéo chân ngồi trên ghế dựa. Có thể làm tình nhân của đồng ngọc thụ, nhan sắc sao có thể kém cạnh người khác được. Cô là Ngô Thiến Liên, Huỳnh Nhân liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt hỏi hai vị đây chắc hẳn là nam nữ chính trong video kia đúng không? Ngô Thiến liên liếc mắt nhìn Liễu Phi Tuyết một cái, mỉm cười hỏi. Không biết hai người đến chỗ này của tôi là có việc gì không? Huỳnh Nhân lấy điện thoại di động ra, chỉ vào tin tức kia nói. Tất cả những bài báo của cô đều chứa đầy những tin tức mang tính công kích cá nhân đối với vợ tôi, điều này đã ảnh hưởng đến hình tượng công ty và danh dự của vợ tôi. Tôi muốn cô nhanh chóng xóa bỏ những tin tức này, đồng thời công khai xin lỗi tớ vợ tôi xóa bỏ xin lỗi ngô thiến liên cười khẩy không phải anh đang nói đùa đấy chứ cô ta vừa dứt lời huỳnh nhân và liễu phi tuyết lập tức nhướng mày một cái biết mục đích của chuyến đi này sẽ không thuận lợi như vậy ngô thiến liên cười nói thứ nhất tin tức này đúng hay không đúng tôi nghĩ hai người còn hiểu rõ hơn cả tôi công việc của một nhà báo chính là công bố chân tướng sự thật với công chúng chỉ đơn giản vậy thôi Thứ hai, tin tức đã được đưa lên, tôi không thể thu hồi lại được. Nếu hai người muốn gây ẩm ý thì cứ việc gây ẩm ý, nhưng sau khi xong việc đừng trách tôi viết thêm mấy bài báo nữa, khiến thanh danh của hai người hoàn toàn bị hủy hoại, mãi mãi không dám ngẩng đầu lên. Câu nói cuối cùng vừa được thốt ra đã biến thành sự uy hiếp nồng đậm. Huỳnh nhân khẽ nheo mắt lại, còn sắc mặt của Liễu Phi Tuyết cũng có chút giận dữ. Cô biết, cuộc chiến dư luận chính là điều dễ gây tổn thất nghiêm trọng nhất cho dù đối phương xóa bỏ tin tức đi chăng nữa thì những tin tức đó đã bị tung ra và được công chúng biết đến, nó đã được định sẵn là một cuộc chiến không thể giành thắng lợi, điều duy nhất có thể làm chính là kịp thời ngăn cản tổn thất. Nhưng thái độ lúc này của đối phương đã cho thấy bọn họ nhất định sẽ làm đến cùng. Đúng là chính vì sự tồn tại của những loại người như cô mà ngành phóng viên mới bị người khác ghét bỏ như vậy. Liễu Phi Tuyết lạnh giọng quát. Nếu không ghét bỏ thì lấy đâu ra sợ hãi? Mô Thiến liền cầm bút viết lách, cười nói: "Tôi khuyên hai người vẫn nên an phận một chút, tặng cho tôi chút quà mọn, nếu tôi vui vẻ, nói không chừng sẽ viết thêm mấy bài gỡ gạc cho hai người đấy." Liễu Phi Tuyết không hề sợ hãi chút nào. "Nếu cô cho rằng tôi sợ hãi thì hoàn toàn sai rồi, cô muốn chơi trò quan hệ công chúng thì tôi đây sẽ chơi trò quan hệ công chúng với cô." Có thể thấy được trong mắt Liễu Phi Tuyết ngưng tụ một chút lạnh lẽo không khó để đoán rằng cô thực sự đang cứng rắn để đối đầu với đối phương đến cùng. Huỳnh Nhân lại xua xua tay. Không đáng để liều mạng đến cùng với một công ty nhỏ như vậy đâu. Sau đó anh nhìn về phía Ngô Thiến Liên, nở một nụ cười không chút nhiệt độ. Có phải cô cảm thấy có đồng ngọc thụ chống lưng thì có thể nắm chắc tuyệt đối không? Ngoặc kép ngoặc kép, ánh mắt Ngô Thiến Liên hơi khựng lại, nở một nụ cười mất tự nhiên. Đồng ngọc thụ gì chứ, tôi không biết anh đang nói gì. Huỳnh Nhân không thèm để ý chút nào, vẫn chậm rãi nói. Các cô mới làm trong ngành truyền thông này, ánh mắt thông tuệ mới là ưu tiên số một. Vậy đi, tôi sẽ cho cô một tin tức độc nhất vô nhị. Trong lòng Ngô Thiến Liên đột nhiên lột bột một chút, có một linh cảm cực kỳ không tốt. Chỉ thấy Huỳnh Nhân cười ha hả nói. Cô biết thiều hải hà nhà họ thiều chứ, bây giờ vẫn còn bị liệt nửa người nằm trong bệnh viện, là tôi, khiến anh ta thành ra như vậy ngay cả thiều hải hà tôi cũng không sợ thì sao có thể sợ một kẻ hèn như đồng ngọc thụ chứ anh cười lạnh nói nhân tiện cũng nhắc luôn bây giờ đồng ngọc thụ chắc đang điều trị ở bệnh viện mà nguyên nhân bị thương chắc là do đoàn làm phim gây ra người đánh cho ông ta bị thương nặng như vậy cũng là tôi ngoặc kép ngoặc kép ngô thiến liên lập tức cảm thấy khiếp đảm nhìn về phía huỳnh nhân bằng ánh mắt hoảng hốt tôi hỏi cô một lần cuối cùng thực sự không xóa không xin lỗi Huỳnh Nhân hỏi. Sắc mặt Ngô Thiến Liên nhất thời thay đổi, nhưng vẫn mạnh miệng nói, không xóa, không xin lỗi. Rất tốt. Huỳnh Nhân nở một nụ cười rạng rỡ Vậy thì đừng trách tôi khiến cô thực sự thân bại danh liệt, không nhà để về. chương 222, gậy ông đập lưng ông. Bước ra khỏi công ty truyền thông Triều Hoa, Liễu Phi Tuyết vẫn tức giận và phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại hết sức ngưng trọng. Cô ta khăng khăng không chịu xóa bỏ tin tức, chỉ có thể sử dụng sức mạnh quan hệ công chúng để đánh lâu dài với cô ta. Không cần phiền phức như vậy. Huỳnh Nhân lại lắc đầu cười nói. Để anh xử lý chuyện này, đảm bảo ngày mai thôi, toàn bộ tin tức ác ý sẽ biến mất. Liễu Phi Tuyết đầy kinh ngạc. Anh định làm gì? Huỳnh Nhân mỉm cười. Em đừng quan tâm đến vấn đề này, về công ty trước đi, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất cần em. Nghe xong câu nói này, sắc mặt của Liễu Phi Tuyết cũng dịu đi, cô cảm kích nói. Cảm ơn anh. Sau khi đưa Liễu Phi Tuyết trở về tòa nhà quốc tế, Huỳnh Nhân lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tăng Thiên Tường. Công ty thuộc hạ của anh có mạnh về khía mạnh truyền thông mới không? Thiên Việt Bân nhếch miệng cười không ngừng. Ngài Huỳnh, anh đã tìm đúng người rồi đấy, tôi lập nghiệp dựa vào cái này mà. Xa không nói, chỉ nói gần, xét về phương diện truyền thông ở Minh Châu này, tôi xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Tốt lắm, Huỳnh Nhân gật đầu hài lòng nói. Giúp tôi khiến hai người, Ngô Thiến Lâm của công ty truyền thông Triều Hoa và Đồng Ngọc Thụ của nhà họ Đồng, làm thế nào để bọn họ thân bại danh liệt thì cứ làm. Tuân lệnh, Thiên Việt bân cười ha hả nói. Tin tức ngày mai, anh cứ đọc cho kỹ. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Huỳnh Nhân cũng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Muốn giở trò với tôi e là cô không thể chơi nổi. Cùng lúc đó, trong bệnh viện số 1 Minh Châu, bệnh viện tốt nhất thành phố. Ngô Thiến Liên đang ngồi bên cạnh Đồng Ngọc Thụ và đút cho anh ta ăn nho. Đồng Ngọc Thụ vừa ăn vừa ôm chầm lấy Ngô Thiến Liên. Anh đã đọc tin tức rồi, làm rất tốt. Lần này thì thanh danh của người phụ nữ liễu phi tuyết kia và công ty cô ta hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Khét ghê, đây là bệnh viện đấy. Ngô Thiến Liên hất tay Đồng Ngọc Thụ ra, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Ngọc Thụ, lúc nãy Liễu Phi Tuyết dẫn theo một người đàn ông đến chỗ em, người đàn ông kia nói vết thương trên người anh là do anh ta đánh, có phải như vậy không? Có phải người đàn ông kia họ Huỳnh không? Ngô Thiến Liên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Chính là gã ta. Sắc mặt của đồng Ngọc Thụ bỗng trở nên thâm trầm. Chờ gã ta mất đi chỗ dựa là Liễu Phi Tuyết, dù thế nào ta cũng phải giết chết gã mới thôi. Vì thế, ánh mắt của Ngô Thiến Liên lóe lên vẻ nghiêm túc, nói như vậy, vết thương trên người Ngọc Thụ thực sự là do anh ta đánh. Nhưng em cũng không cần phải lo lắng, khiến thanh danh của Liễu Phi Tuyết bị ô uế chỉ là bước đầu tiên, phần còn lại cứ để nhà họ đồng bọn anh ra tay. Đồng Ngọc Thụ lại đổi chủ đề, nói. Chờ đến khi công ty của ả à đê tiện đó bị phá sản, chẳng phải cô ta sẽ phải để mặc chúng ta giải quyết sao? Ngô Thiến Liên cũng xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng, quay lại bình tĩnh chờ tin vui. Đồng Ngọc Thụ cũng nói tin tức này cho đồng ý hành nghe nhà họ Đồng, phòng khách nghị sự. Đồng Nam Lĩnh, Đồng Ý Hành và một người đàn ông trung niên mặc quần áo vải màu đen, đi giày vải bầu dục đang ngồi ngay ngắn trong đó. Trên ngực quần áo người đàn ông trung niên kia có hoa văn hai thái cực lớn một đen một trắng, âm dương ôm lấy lẫn nhau, cực kỳ đạo vận. Ông nội, bước đầu tiên đã hoàn thành, phần còn lại chỉ cờ tập đoàn lệ tinh bị khắp mọi nơi chèn ép tạo áp lực, sau đó phá sản. Đồng ý hành đặt điện thoại xuống, Nở nụ cười rạng rỡ nói với Đồng Nam Lĩnh. "Rất tốt, công lao lần này cháu và Ngọc thụ phải ghi phần chính đấy." Sắc mặt Đồng Nam Lĩnh hồng hào, bưng chén trà long tính tốt nhất ở bên cạnh lên uống một ngụm, cười lớn nói. "Ngay từ lúc bắt đầu, nhà họ Đồng chúng ta đã xác định là bất khả chiến bại, người phụ nữ Liễu Phi Tuyết kia cũng là một nhân tài, đáng tiếc không thể có ích cho nhà họ Đồng chúng ta." Một người không thể có ích cho nhà họ Đồng chúng ta, đương nhiên phải diệt trừ trong mắt đồng ý hành cũng lóe lên một tia tàn nhẫn. Cháu đã cho cô ta cơ hội, đáng tiếc, cô ta không những không quý trọng mà còn dung túng cho chồng mình động thủ với con, suýt chút nữa đã phải ngã xuống từ trên đỉnh tháp Minh Châu, thù này không báo thì không phải là quân tử. Ý hàng, cháu yên tâm đi, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho gia đình Liễu Phi Tuyết, chuyện sống chết của bọn họ sẽ do cháu định đoạt. Cảm ơn ông nội. Lúc này trên mặt đồng ý hành cũng nở một nụ cười, nhưng vẫn trận trọng như cũ. Chỉ sợ tên huỳnh nhân ở bên cạnh liễu phi tuyết kia là một biến số, mấy ngày tới chắc chắn sẽ đến nhà họ đồng chúng ta để lấy lại đoạn video gốc. Đến lúc đó phải nhờ bao đại sư ra tay rồi. Đồng nam lĩnh hoàn toàn không sợ hãi, cung kính chắp tay nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc áo vải đang ngồi ngay cắn ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần. Bạc, vừa dứt lời, bao đại sư đã mở to mắt, trong mắt lóe lên hai luồng sáng xương gò má cao cao nhô lên, hai bên huyệt thái dương xuất hiện những đường gân xanh có thể thấy bằng mắt thường, lúc nhúc tựa như mấy con rắn nhỏ. Hai mắt ông ta mở to, không giận tự uy. Người này là một cao thủ tuyệt đỉnh, năng lực hoàn toàn áp đảo đại đa số các cao thủ võ công hiện giờ. Đồng gia chủ, ngài không cần phải lo lắng, cậu ta đã phế bỏ nhiều cao thủ đến từ hiệp hội võ đạo của Lão Phu như vậy, Lão Phu sớm đã không đội trời chung với cậu ta rồi. Bao đại sư lạnh lùng nói chỉ cần người này dám đến, lão phu chắc chắn sẽ khiến cậu ta có đi mà không có về. Đồng Nam lĩnh tập tức vui vẻ, vị bao đại sứ này không chỉ là đệ tử của vị tiên sinh kia mà còn là một tầng lớp cấp cao của Hiệp hội Võ Đạo, ông ta tốn không ít tiền bạc và miệng lưỡi mới có thể mời được người này đến đây. Nhưng Đồng Ý Hành vẫn hơi lo lắng, chắp tay nói. Bao đại sư, vị tiên sinh kia đâu, ngài ấy có cùng đến không, nhà họ đồng chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc chu đáo. Lời này của cậu là có ý gì? Không ngờ bao đại sư lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đồng ý hành. Chẳng lẽ cậu cảm thấy một mình tôi không thể xử lý được người này? Đồng ý hành lập tức cúi đầu. Ý hàng không dám, ý hàng chỉ cảm thấy, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn bộ sức lực, nếu được như vậy, chắc chắn sẽ không có sai sót nào. Hừ, sư phụ bộn bề nhiều việc, nào có thời gian rảnh quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đời thường này. Trong lời nói của Bao đại sư tràn ngập sự kiêu ngạo. Đồng Ý Hành còn muốn nói gì đó, nhưng Bao đại sư đã khoát tay. "Trẻ con, không cần nhiều lời, chỉ một mình tôi đối phó với người này là đã đủ rồi." Lúc này Đồng Ý Hành mới không nhắc đến chuyện này nữa, chắp tay nói. "Vậy làm phiền Bao đại sư." Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiến liền bước vào thang máy đi đến công ty nhưng dọc theo đường đi đều có người không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô ta còn che miệng cười trộm ngô thiến liên còn tưởng rằng lớp trang điểm của mình hôm nay có gì đó không ổn nên lấy gương ra trang điểm lại không ngờ những người xung quanh lại càng cười vui vẻ hơn nữa còn có người lén lúc chụp ảnh cô ta cuối cùng cô ta cũng phát hiện ra có chuyện không đúng lắm tóm lấy người đang chụp trộm hỏi có phải cô vừa mới chụp ảnh tôi hay không vậy thì sao chứ người nọ không những không sợ mà ngược lại còn hất tay Ngô Thiến Liên ra vẻ mặt châm chọc. Làm đĩ còn muốn lập đền thờ Trinh Tiết, cô cũng sợ bị người khác chụp ảnh sao? Có muốn tôi đi bình luận cô mấy câu rồi đưa cô lên trang tin tức đầu để không? Cô nói cái gì? Ngô Thiến Liên không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ lửa giận. Tôi đã từng gặp không ít phụ nữ đê tiện, nhưng đê tiện như cô ta thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Làm tiểu tam của Đồng Ý Hành thì thôi đi vẫn chưa thỏa mãn mà còn ở bên cạnh đồng ngọc thụ của nhà họ đồng, nghe nói thậm chí còn phá thai mấy lần nữa. Đúng đấy, sao không đi đến đông doanh làm con điếm đi, đáng tiếc ghê. Ngoặc kép ngoặc kép, người đi đường không ngừng nghị luận sôi nổi, có chửi bởi và cả vui sướng khi thấy người gặp họa. Càng ngày càng có người chú ý đến Ngô Thiến Liên, thậm chí còn có người trực tiếp tóm lấy bả vai của cô ta, không cho cô ta đi. Cô là Ngô Thiến Liên đúng không? sắc mặt Ngô Thiến Liên thay đổi rõ rệt, bởi vì cô ta phát hiện càng lúc càng có nhiều người bao vây xung quanh đến đây, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô ta. Càng lúc càng cảm thấy có gì đó không thích hợp, Ngô Thiến Liên nhanh chóng bỏ chạy. Đừng chạy! Bắt lấy ả đê tiện Ngô Thiến Liên kia đi! Đánh chết cô ta đi! Người đi đường đồng loạt đuổi theo, đập chai nước sông và trứng gà lên người Ngô Thiến Liên. Trải qua một trận hỗn loạn, Ngô Thiến Liên nằm nhoài trên mặt đất với đầu tóc rối bù, toàn thân dính đầy trứng gà và dấu chân, thậm chí giày cũng bị rớt một bên. Đây là cái quỷ gì vậy? Ngô Thiến Liên đau đến nước mắt trực trào, khập khiếng bỏ dậy, lướt tin trên điện thoại di động thì đọc được một tin tức khiến cô ta không thể tin nổi. Nam Minh Tinh Trung Quốc Đồng Ngọc Thụ và thiếu gia nhà họ Đồng Đồng Ý Hành có cùng một người tình nhân, tiết lộ bí mật về cuộc sống thác loạn của hào môn. Hai mắt Ngô Thiến Liên lập tức trợn to, run rẩy bấm vào, một bức ảnh lớn và một đoạn video đập vào mắt cô ta. Nam chính là thiếu gia nhà họ đồng đồng ý hành, còn nữ chẳng, chẳng phải là chính cô ta sao? chương 223, tự chịu kết cục thảm hại. Tin tức đầy giấy với hơn 10.000 bài viết, vạch trần ngô thiến liên một cách tỉ mỉ kỹ càng, từ một người phụ nữ bình thường trở thành từng bước từng bước trở thành tình nhân của đồng ngọc thụ như thế nào, rồi từng bước leo lên người đồng ý hành như thế nào. Không chỉ như vậy, ngay cả thân phận của cô ta cũng bị bóp méo thành một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ cô nhi viện hiện tại, 16 tuổi đã bước vào chốn làng chơi, trở thành người mẫu vũ nữ nổi tiếng nhất thành phố không bao giờ ngủ, về cơ bản thì ai cũng có thể làm chồng. Ai, rốt cuộc ai đã viết cái này? Nhanh chóng đọc xong tất cả, hai mắt Ngô Thiến liên phủ đầy tơ máu, ngay cả bàn tay đang cầm điện thoại cũng run rẩy. Đây là những gì mà cô ta đã từng làm? Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra bức ảnh này với độ nét cao này đã được sử dụng công nghệ thay đổi khuôn mặt để ghép mặt cô ta và đồng ý hành vào trong đó một cách hoàn hảo không kẽ hở. Đinh đinh đong đong. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, là Đồng Ngọc Thụ gọi đến. Điện thoại vừa mới được kết nối, tiếng mắng chửi giận dữ của Đồng Ngọc Thụ đã vang lên. Hay cho một ả à tiện nhân, ăn của tôi, tiêu tiền của tôi, ngay cả nhà cũng ở trong nhà của tôi, thế mà lại ngủ với anh cả của tôi thân phận người nhà họ đồng của đồng Ngọc Thụ được giữ kín trong giới giải trí cho nên không nhiều người biết rõ đồng ý hành là anh cả của anh ta. Ngô Thiến Liên lập tức sốt ruột. Ngọc Thụ, anh nghe em giải thích, em không hề phản bội anh, em bị người ta hãm hại. Hãm hại con mẹ nó, đến cả video cũng đã bị tung ra rồi. Đồng Ngọc Thụ lập tức cắt ngang lời cô ta, tức giận nói. Cô cút cho tôi, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Ngọc Thụ, bíp bíp bíp, không đợi Ngô Thiến Liên nói hết lời, Đồng Ngọc Thụ đã cúp điện thoại. Lúc Ngô Thiến Liên gọi lại một lần nữa thì phát hiện mình đã bị block. Những tin tức về mối quan hệ bất chính của các minh tinh luôn liên quan đến rất nhiều người, Đồng Ngọc Thụ cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí, cho nên sau khi tin tức được tung ra ngoài, người mắng Ngô Thiến Liên như cá giết qua sông, nhiều không đếm xuể. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiến Liên trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh đến cả việc đi trên đường cũng phải đi vào đường nhỏ, hơn nữa thậm chí số điện thoại, địa chỉ gia đình của cô ta cũng bị đào bới ra ngoài, những cuộc điện thoại gọi đến quấy giày, chửi rửa không ngừng vang lên hết lượt này đến lượt khác. Trải qua trăm ngàn cay đắng, Ngô Thiến Liên mới có thể đến được công ty, nhưng ngay cả nhân viên dưới trướng của cô ta cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng quái dị. Ngô Thiến Liên ngồi trước máy tính, sắc mặt liên tục thay đổi, không ngừng suy nghĩ xem là ai không tiếc công sức để đối phó với mình như vậy. Lúc này, cô ta chợt nhớ đến Liễu Phi Tuyết ở đây ngày hôm qua, trong mắt đột nhiên trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Là à tiện nhân kia. Ngô Thiến liên tức giận đến mức cả người run rẩy. Nếu cô đã bất nhân thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa, không ép cô đến bước đường cùng, nhảy lầu tự sát thì tôi không tên là Ngô Thiến liên nữa. Sau khi nói xong, cô ta tức giận hét lên một tiếng. Mọi người, viết cho tôi một bản thảo thông cáo bôi đen liễu phi tuyết của lệ tinh quốc tế, một tiếng một bản, xấu xa độc ác như thế nào cũng được, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng bên ngoài văn phòng lại vang lên tiếng hoảng hốt lo sợ của nhân viên cấp dưới. Tổng giám đốc ngô, không xong rồi, địa chỉ internet của chúng ta đã bị xóa sạch rồi, tất cả đều là mã loạn. Cái gì? Ngô Thiến Liên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, chỉ thấy ít mạng của mỗi chiếc máy tính đều đã bị giả mạo, không thể gửi ra ngoài. Tổng giám đốc ngô, cô mau đến nhìn đi, 2 giờ sáng ngày hôm nay, công ty chúng ta đã đăng tải liên tục 4 bài viết làm sáng tỏ, tất cả đều là tin tức về tập đoàn Lệ Tinh, nói rằng chúng ta cố ý hãm hại, toàn bộ video và hình ảnh đều là do chúng ta cắt ghép tạo thành. Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Ngô Thiến Liên lập tức thay đổi rõ rệt, cô ta bấm vào xem thử, quả nhiên nhìn thấy bốn thông báo làm sáng tỏ, hiện tại dư luận trên mạng đều nghiêng sang một bên, tất cả đều chửi rủa bọn họ làm ăn không có lương tâm. Tránh ra Ngô Thiến liền đẩy nhân viên kia sang một bên, tự mình ngồi xuống trước máy tính, nhập mật mã vào. Nhưng vừa mới nhập vào, màn hình máy tính đột nhiên hiện lên màu xanh lam, chi chít những mã số hỗn loạn chiếm toàn bộ màn hình. Tổng giám đốc Ngô, có lẽ mạng nội bộ của chúng ta đã bị hacker tấn công rồi. Nhân viên cấp dưới lo lắng sốt ruột nói. Bịch, trong lúc nhất thời, Ngô Thiến Liên cũng cả người mềm nhũn dựa vào ghế, hai mắt đờ đẫn thủ đoạn của đối phương còn cao siêu hơn cô ta rất nhiều, chỉ dựa vào một mình cô ta thì hoàn toàn không thể giải quyết được. Nhưng ngay sau đó, trong mắt cô ta lại lóe lên sự tàn độc oán hận, vỗ mạnh vào bàn một cái. Không thể buông tha như thế được. Nói xong, Ngô Thiến Liên lập tức nổi giận đùng đùng chặn một chiếc xe lại, chạy đến tòa nhà quốc tế. Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, Liễu Phi Tuyết cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi đọc từng tin tức một, lúc này mới không thể tin nhìn về phía huỳnh nhân tất cả những thứ này đều do anh làm huỳnh nhân nhún nhún vai gậy ông đập lưng ông rất bình thường liễu phi tuyết nhìn huỳnh nhân giống như đang nhìn một con quái vật sau đó khẽ mỉm cười anh thật xấu xa huỳnh nhân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc của liễu phi tuyết dịu dàng nói anh sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào có ý đồ làm tổn thương đến em đây là công ty đấy sắc mặt liễu phi tuyết đỏ bừng, nhưng bàn tay ngọc lại bị huỳnh nhân nắm chặt. Đúng lúc này, Giang Hy Văn đi đến. Xin chào cậu huỳnh. Sau đó báo cáo nói. Tổng giám đốc liễu, có một người phụ nữ họ ngô yêu cầu được gặp ngài. Nghe vậy, huỳnh nhân nhàn nhạt nở nụ cười. Xem ra cô ta đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Liễu phi tuyết khẽ gật đầu. Mời cô ta vào đi. Nói xong, cô khôi phục lại hình tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ, ngồi xuống ghế tổng giám đốc, chờ Ngô Thiến Liên vào. Huỳnh Nhân cũng ngồi trên ghế sofa bên cạnh, trên mặt mang theo nụ cười thâm sâu khó giò. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiến Liên nổi giận đùng đùng đi đến, giận dữ vỗ mạnh vào mặt bàn trước mặt Liễu Phi Tuyết. Liễu Phi Tuyết, cô khinh người quá đáng. Huỳnh Nhân chậm rãi nói. Cô không cần đi tìm tổng giám đốc Liễu, cô ấy không biết chuyện gì cả, tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Anh, Ngô Thiến Liên không thể tin nổi đánh giá Huỳnh Nhân từ trên xuống dưới một vòng, cô ta cảm thấy người có thể làm đến nước này, ngoại trừ Liễu Phi Tuyết ra thì không còn người nào khác. Đúng vậy, Huỳnh Nhân híp mắt cười nói. Sao vậy, cô Ngô, cảm giác, nổi tiếng trên mạng, không tệ lắm đúng không? Ngô Thiến Liên suýt chút như không thở nổi mà ngất xỉu, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Huỳnh Nhân, ra lệnh. Còn không mau xóa bỏ những tin tức ấy đi, sau đó mở mạng nội bộ của công ty tôi, cô ngô chỉ mới thế mà đã sốt ruột rồi sao tôi nhớ ngày hôm qua cô không nói như vậy mà đúng không huỳnh nhân nhìn ngô thiến liên với vẻ mặt nghiền ngẫm diễu cợt nói ngô thiến liên hít một hơi thật sâu rồi nói với huỳnh nhân chỉ cần anh xóa bỏ những tin tức đó tôi cũng sẽ xóa những tin tức bất lợi cho các anh thế nào ngô tiểu thư có phải cô có nhầm lẫn gì rồi không huỳnh nhân gần từng chữ một nói Công ty của các cô đã đăng tải thông báo làm sáng tỏ, cô xóa hay không xóa còn có ý nghĩa gì nữa sao? Tôi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, cô cảm thấy cô có tư cách để nói chuyện với tôi sao? Trái tim Ngô Thiến liên run lên, sợ hãi trước khí thế của Huỳnh Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh muốn như thế nào mới bằng lòng xóa những tin tức đó? Lúc nói ra câu nói này, giọng nói của cô ta cũng mang theo sự run rẩy. Khi những tin tức này được tung ra ngoài, không chỉ có một phương tiện truyền thông ở Minh Châu, mà có đến 10, 20 nhà, gần như toàn bộ công ty truyền thông ở thành phố Minh Châu này đều bị chấn động. Sức mạnh ẩn giấu sau lưng Huỳnh Nhân khiến cô ta sợ hãi. Nhưng Huỳnh Nhân lại nhàn nhạt cười. Xin lỗi, tôi không có ý định tha thứ cho cô. Anh, Ngô Thiến Liên cứng đờ, gân xanh trên trán dữ tợn. ngay khi cô ta đang muốn nói điều gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên. Tổng giám đốc Ngô, cô mau chạy đi, lúc nãy có rất nhiều cảnh sát đến đây không chỉ niêm phong công ty mà còn bắt giữ rất nhiều đồng nghiệp của chúng ta giọng nói của nhân viên lễ tân hôm trước hoảng hốt đến cực điểm cô ta chỉ là một lễ tân nên mới tránh được một kiếp bây giờ những người đó đang đi đến chỗ cô đấy cái gì ngô thiến liên cầm điện thoại hai chân mềm nhún ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt lạch cạch tốc độ của cảnh sát rất nhanh Ngô Thiến Liên vừa mới đặt điện thoại di động xuống thì cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đã bị đẩy ra, Vương Yến dẫn theo một đám người, mặt không cảm xúc đi đến. Cô là Ngô Thiến Liên? Các cô là ai? Ngô Thiến Liên sợ đến mức không dám nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Tôi là đội trưởng đội 1 của đội điều tra hình sự chi nhánh Minh Châu Vương Trân, bây giờ tôi đến đây để bắt giữ cô với tội danh tung tin đồn vô cớ và bôi nhọ danh dự của người khác. Vương Trân lấy giấy chứng nhận ra sử lôi và một cảnh sát khác lập tức tiến lên phía trước, dẫn Ngô Thiến Liên đã không thể đi nổi đi. Lại là anh. Vương Trân nhìn về phía Huỳnh Nhân, lập tức nhớn mày. Làm phiền cô Vương. Huỳnh Nhân mỉm cười với Vương Trân, sau đó dùng giọng nói mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, nói. Đừng quên những gì tôi đã nói với cô, đôi khi đen không phải là đen, trắng cũng không phải là trắng. Vương Trân quay đầu lại liếc mắt nhìn sử lôi một cái, nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ, đối với những chuyện này, cô đã nhìn thấy quá nhiều nên cũng không còn kinh ngạc. Huỳnh Nhân bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, đôi mắt khẽ híp lại. Tiếp theo, nên đi đến nhà họ Đồng một chuyến. Chương 224: Ném dao đoạt mạng. Việc Đồng Ngọc thuộc yêu cầu Ngô Thiến Liên bôi nhỏ Liễu Phi Tuyết mới chỉ là bước khởi đầu, nhà họ Đồng chắc chắn sẽ có kế hoạch cho bước tiếp theo. Giết người phải giết tuyệt, diệt cỏ phải diệt tận gốc đây chính là nguyên tắc làm việc của Huỳnh Nhân suốt 5 năm qua. Anh gọi điện cho Lưu An. Đi đến nhà họ đồng với tôi một chuyến. Vâng. Phía bên kia điện thoại, một giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng không phải là Lưu An. Cẩn Mai. Huỳnh Nhân sửng sốt. Bây giờ chị đang ở cùng với Lưu An. Tôi tìm cô ấy có chút việc. Phùng Cẩn Mai nhàn nhạt nói. Sau đó, giọng nói tràn ngập áy náy của Lưu An mới vang lên ở bên cạnh xin lỗi thiếu chủ mấy ngày nay chỉ cần mai vẫn luôn ở chỗ tôi giúp tôi giải phẫu thi thể giải phẫu thi thể ánh mắt huỳnh nhân khựng lại giọng nói nhàn nhạt, nhạt của phùng cần mai lại vang lên một lần nữa lúc ở trên núi hổ quy tôi đã giết một gã nhân viên điều hành số một của võng lượng và đưa thi thể của hắn ta trở về về phương diện giải phẫu tử thi thì lưu an là một chuyên gia nghe vậy huỳnh nhân không khỏi nhớ đến cảnh tượng phùng cần mai cả người đầy máu đêm hôm đó Phùng Cẩn Mai còn nói thêm. Chẳng phải cậu muốn đi đến nhà họ đồng sao, Lưu An đang bận không thể đi cùng cậu được nên tôi sẽ làm thay, đi cùng cậu đến nhà họ đồng một chuyến. Huỳnh Nhân cười khổ một tiếng, anh và Cần Mai đã không thực hiện nhiệm vụ cùng nhau bao lâu rồi nhỉ. Mười phút sau, một chiếc xe Porsche mùi trần màu đen dừng lại bên cạnh Huỳnh Nhân, Phùng Cần Mai với mái tóc màu đen bước ra. Vẫn là cách ăn mặc như cũ, áo da màu đen bó sát người, đôi bút da cao màu đen, ngay cả mái tóc dài trên đầu cũng màu đen. Lên xe đi. Huỳnh Nhân ngồi trên ghế phụ, Phùng Cần Mai lập tức dẫm chân ga, chạy thẳng về phía nhà họ đồng. Nhà họ đồng lúc này đang rất hỗn loạn. Đồng ý hành mặt mày xám xịt ngồi trên ghế sofa, nhìn từng bức ảnh trong những bài báo, trên bán nổi lên gân xanh rõ rệt. Đúng lúc này, một tiểu bối của nhà họ đồng đi đến, đồng ý hành lập tức đứng dậy. Thế nào rồi, đã phủ sạch quan hệ chưa? bởi vì những tin tức này danh tiếng của nhà họ đổng xuống dốc không phanh giá cổ phiếu của tất cả những công ty đã đưa ra thị trường đều đồng loạt giảm một tổn thất cực kỳ nghiêm trọng người tiểu bối kia lắc đầu vẫn chưa nếu lúc này chúng ta lên tiếng thì chẳng khác nào đang khiến người khác cảm thấy giấu đầu lòi đuôi chết tiệt nghe vậy đồng ý hành cũng nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu sau vẫn không nói gì lúc này đồng nam lĩnh đi đến sâu kín nhìn anh ta một cái ý hành tên huỳnh nhân kia thực sự có thể làm gì đó cháu đừng xem thường cậu ta ông nội cháu hiểu rồi đồng ý hành trầm giọng nói nhưng gã ta cũng chỉ đang làm ầm lên thôi chỉ cần video gốc vẫn đang nằm trong tay cháu thì chúng ta sẽ mãi mãi nắm chắc phần thắng đồng nam lĩnh gật đầu tính toán thời gian có lẽ thằng nhóc kia cũng sắp đến nhà họ đồng rồi nếu gã ta nguyện ý thuần phục thì tha cho gã một mạc nhưng khó lắm chỉ sợ gã sẽ cá chết lưới rách. Đồng ý hành không ngừng cười lạnh. Muốn cá chết lưới rách thì gã ta cũng phải có năng lực này mới được chứ. Ở trước mặt nhà họ đồng chúng ta, gã chẳng là cái thá gì cả. Dầm. Đúng lúc này, một tiếng động lớn đinh tai nhức óc vang lên bên ngoài. Một chiếc Porsche màu đen ngang ngược trực tiếp đâm nát cảnh cổng lớn đại viện của nhà họ đồng. Ngay sau đó, một nam một nữ bước xuống từ trong xe, sắc mặt hờ hững sải bước về phía trước các ngươi là ai mà lại dám tự tiện xông vào nhà họ đồng. Bịch, bảo vệ nhà họ đồng còn chưa kịp nói xong thì đã bị Phùng Cẩn Mai tung một cước đá bay. Huỳnh Nhân ngạc nhiên liếc mắt nhìn Phùng Cẩn Mai một cái, anh vẫn chưa động thủ mà, thế nhưng Cẩn Mai đã ra tay trước. Bảo người nhà họ đồng cút ra đây. Trong đôi mắt Cẩn Mai tràn ngập sát khí, giọng nói lạnh như băng. Tất cả bảo vệ của nhà họ đồng đều im như ve sầu mùa đông, vội vàng chạy đi thông báo sát khí trên mặt Phùng Cẩn Mai lập tức tiêu tán, cô ấy quay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Huỳnh Nhân một cái. Có phải công việc của Lưu An là vậy không? Huỳnh Nhân vô thức gật đầu, Phùng Cẩn Mai lặng lẽ mỉm cười. Xem ra, tôi cũng có thể làm được công việc của Lưu An. Người nào dám to gan như vậy, dám ra tay ở nhà họ đồng này. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ giả nua vang lên từ trong biệt thự của nhà họ đồng. Đồng Nam Lĩnh và Đồng Ý Hành dẫn theo một đám vệ sĩ bước ra với vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai, đồng tử bọn họ lập tức co rút lại. Huỳnh Nhân, là mày. Mày chính là Huỳnh Nhân. Chuyện Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Đồng Nam Lĩnh nhìn thấy Huỳnh Nhân, đôi mắt giả nua hơi nheo lại. Là tôi. dáng người Huỳnh Nhân cao lớn đỉnh bạt, khuôn mặt tuấn tú, nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người của nhà họ đồng. Cẩn Mai ở bên cạnh bày ra sắc mặt lạnh nhạt đùa nghịch với con dao găm màu bạc ở trên tay, xoay nó thành từng đóa hoa dao lạnh lẽo. Đối mặt với toàn bộ nhà họ Đồng, nhưng hai người không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, sắc mặt của Đồng Ý Hành và Đồng Nam Lĩnh đều mơ hồ trở nên ngưng trọng. Nhưng nhà họ Đồng cũng đã chuẩn bị đầy đủ, sự căng thẳng trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất, sắc mặt của Đồng Ý Hành đột nhiên trở nên dữ tợn. Huỳnh Nhân, lần trước mày suýt chút nữa đã ném tao xuống tháp Minh Châu, lại còn tùy tiện bôi nhọ nhà họ đồng, bọn tao vẫn chưa đến tìm mày, mày lại chủ động đưa đến tận cửa. Chẳng phải chuyện này giống như mong muốn của các người sao? Huỳnh Nhân đột nhiên mỉm cười, cất cao giọng nói. Tôi cho mấy người một cơ hội giết tôi, nhưng còn phải xem mấy người có năng lực này không đã. Thằng nhóc ngu dốt, ánh mắt đồng nam lĩnh trở nên u ám, nhìn chăm chăm vào Huỳnh Nhân nói, mày bôi nhỏ thanh danh của nhà họ đồng bọn tao, suýt chút nữa hại chết cháu đích tôn của tao, nếu không giết mày thì khó có thể xua tan mối hận trong lòng tao. Còn không mau xóa bỏ tin tức bôi nhọ nhà họ đồng, sau đó giao các dự án xây dựng khu đô thị của tập đoàn lệ tinh ra đây, làm như vậy tao còn có thể xem xét tha cho mày một mạng. Đồng ý hành cực kỳ tự tin ra lệnh, nhưng Huỳnh Nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Xóa hay không xóa thì có liên quan gì chứ, dù sao nhà họ đồng mấy người cũng sắp sụp đổ rồi. Nói đến đây, Huỳnh Nhân hơi dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên lãnh đạm. Sao nộp video gốc ra đây, tôi sẽ tha chết cho mấy người. Đồng ý hành phải giật mình trước khí thế của Huỳnh Nhân, nhưng anh ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nên vẫn không sợ hãi chút nào, bật cười chế giễu. Nếu mày rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách tao vô tình. Vừa dứt lời, anh ta đã ra tay. Lạch cạch, toàn bộ vệ sĩ của nhà họ đồng ở phía sau đồng thời tiến lên một bước bao vây xung quanh Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai. Trong tay mỗi tên vệ sĩ đều cầm súng, trực tiếp chĩa vào đầu bọn họ. Mặc dù trong nước cấm mang theo súng, nhưng chỉ cần là gia đình giàu có đều có những phương pháp đặc biệt để sở hữu được súng. Nhìn cảnh cả tượng trước mặt, Đồng Ý Hành nở nụ cười lạnh. Lần trước là do tao suy nghĩ không chu toàn, không mang theo vệ sĩ mới để mày có cơ hội đến gần, bây giờ mày làm thế nào mới có thể thoát khỏi trận mưa bom bão đạn này đây? Hơn nữa đây không phải là con át chủ bài lớn nhất của anh ta nhìn tình hình hiện tại có lẽ căn bản không cần phải sử dụng át chủ bài lớn nhất cũng có thể giết chết hai người này mặc dù bị nhiều súng chĩa vào đầu như vậy nhưng huỳnh nhân và phùng cẩn mai vẫn thản nhiên không sợ không những không sợ mà còn liếc mắt nhìn nhau một cái và thấy ý cười đã biến mất từ lâu từ trong ánh mắt của nhau giống như hai con sư tử được trở về thảo nguyên rộng lớn một lần nữa thỏa thích phóng thích giã tính của chúng mỗi người một nửa huỳnh nhân quay đầu lại hỏi để tôi hết đi phùng cẩn mai khẽ nở một nụ cười hoa dao xoay tròn trong tay bỗng nhiên dừng lại một con dao găm lập tức biến thành rất nhiều mũi dao giống như phật ngàn tay bị phùng cẩn mai nhẹ nhàng phóng ta trong khoảnh khắc tiếp theo hoa lê như thác đổ cảnh tàn sát khốc liệt phập 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 ném dao đoạt mạng tất cả các vệ sĩ của nhà họ đồng còn chưa kịp nổ súng thì trên cổ đã xuất hiện một vết dao cực nhỏ miệng vết thương nổ tung, máu tuôn như suối phun. Tất cả các vệ sĩ đều lặng lẽ ngã xuống, chết không nhắm mắt. chương 225, bao đại sư ra tay. Yên lặng như chết, nụ cười trên mặt đồng ý hành, đồng nam lĩnh vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đông cứng lại như hai tấm mặt nạ da người tinh xảo, trong đôi mắt đầy vẻ chấn động. Khi giơ tay lên, thốn mang hiện thế, có thể nói là lực lượng của thần ma, tất cả mọi người chết oan chết uổng trong nháy mắt đây thật sự là lực lượng của loài người sao. Vốn dĩ trong đại viện nhà họ đồng đầy ấp người, nhưng chỉ mới một giây đã trở nên vô cùng chống trải. Sắc mặt đồng ý hành thoáng chốc trở nên tái nhợt, thở phì phò từng hơi, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo sau lưng. Đồng nam lĩnh hơn 50 tuổi càng tệ hại hơn, lập tức ngã ngồi xuống đất phịch một tiếng. Phùng cần mai lại như chẳng việc gì, trong tay lại thêm một con dao găm giống như làm ảo thuật, linh hoạt xoay tròn trên đầu ngón tay. Thế thế, Huỳnh Nhân cũng cười khổ một tiếng, bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn không thể bỏ được thói quen xấu thích xoay dao này. Anh hơi trầm ngâm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo một lần nữa, chậm rãi đi về phía Đồng Ý Hành và Đồng Nam Lính. Giờ khắc này, Đồng Ý Hành cảm thấy trái tim vào tới tận cổ, dường như lại trở về buổi tối hôm đó bị ném ở tháp Minh Châu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đừng tới đây, anh đứng lại đó cho tôi. Giọng nói anh ta run rẩy, hoảng sợ tột cùng nhưng mà huỳnh nhân vẫn lạnh mặt đi về phía anh ta, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống. Dưới đôi mắt lạnh lùng của huỳnh nhân, tim đồng ý hành như bị siết chặt lấy, cực kỳ sợ hãi. Anh, anh dám động đến tôi. ầm, um. vừa dứt lời, cả người anh ta bay ra ngoài như con diều đứt dây. Cơ thể nặng nề đập vào sư tử đá cực lớn hai bên biệt thự, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng ý hành cố chịu đựng đau đớn dữ dội, dùng răng đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Huỳnh Nhân đang lạnh lùng nhìn anh ta. Chỉ thấy anh giơ chân lên, dẫm mạnh lên cổ đồng ý hành, không ngừng dai dai. Nói, video gốc ở đâu? Khủ khủ, con người đồng ý hành dã rời, sắp bị dẫm đến không thể hít thở. Huỳnh Nhân khống chế lực độ vô cùng tốt, có thể khiến đồng ý hành cảm nhận được thống khổ khi cổ bị đạp gãy, nhưng không đến mức làm anh ta chết thật. Mày dám làm tổn thương cháu tao. Đồng Nam lĩnh ở bên cạnh trợn tròn mắt, liều mạng xông về phía huỳnh nhân dầm thế nhưng còn chưa xông tới chỗ huỳnh nhân đã bị anh một cước đá bay lão già tôi khuyên ông vẫn nên an phận chút lần này đến nhà họ đồng tôi chỉ có mục đích lấy lại bản gốc video giọng nói huỳnh nhân lạnh lẽo tràn ngập sát ý nồng nặc huỳnh nhân mày dám giết người nhà họ đồng tao nhà họ đồng tao sẽ không bỏ qua cho mày càng không buông tha cho liễu phi tuyết đồng nam lĩnh run rẩy đứng lên mặt đầy thù hận nói Vậy sao? Huỳnh nhân nhớn lông mày, ánh mắt lóe lên sát ý lành lạnh, nhưng lời nói vẫn mỉa mai. Ông dựa vào cái gì không buông tha tôi, chỉ dựa vào một nhà người già trẻ em nhà ông. Chỗ dựa của nhà họ đồng chẳng qua là kinh tế lớn mạnh và một đám vệ sĩ mang súng sống. Bỏ đi những thứ này, nhà họ đồng còn lại gì? Sắc mặt đồng nam lĩnh thâm trầm nhìn huỳnh nhân, hồn nhiên không sợ, hô lớn. Nhà họ đồng tao đứng ở Minh Châu hơn 30 năm, mày cho rằng chỉ dựa vào những vệ sĩ này sao? Đương nhiên còn có át chủ bài xoay chuyển trời đất. Vậy thì mau lấy ra đi, chậm nữa, cháu trai ông không còn mạng đâu. Huỳnh nhân hoàn toàn không sợ, chân dẫm lên cổ đồng ý hành hơi dùng lực, khuôn mặt anh ta lập tức đỏ lên, gần như ngạt thở. Mày sẽ hối hận. Ánh mắt đồng nam lĩnh thù hằn, sau đó dùng hết sức lực toàn thân hét lớn, bao đại sư, bây giờ không ra tay còn chờ đến khi nào. Ẩm, um nương theo câu nói này phát ra, một khí thế lớn mạnh từ một tầng lầu của biệt thự nhà họ đồng ầm ầm kéo tới. Choang! Dưới khí thế này, cửa sổ thủy tinh của lầu hai biệt thự bị làm vỡ nát. Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai nhìn nhau, sắc mặt đều hơi nghiêm nghị, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú biệt thự lầu 2. Chỉ thấy trên cửa sổ lầu hai biệt thự xuất hiện một bóng người, mặc bộ quần áo luyện công âm dương màu đen, dày vải mũi tròn, ánh mắt âm u, sát khí dày đặc ông ta lạnh lùng nhìn Huỳnh Nhân và Phùng Cẩn Mai một lát, sau đó giày vải mũi tròn nhún một cái, cả người nhảy xuống. Dường như có một khí thức nhẹ nhàng vô hình, lúc ông ta nâng người rơi xuống đất, cơ thể đều không cong một chút nào. Bao đại sư, đồng nam lĩnh nhìn người kia từ từ hạ xuống, vẻ mặt kích động, hô to một tiếng. Huỳnh Nhân cũng thả đồng ý hành ra, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, quan sát bao đại sư kia. Ở Minh Châu, anh chưa từng gặp người có khí thế lớn mạnh như thế, mà từ sát khí lộ ra, xem ra ông ta muốn lấy tính mạng mình. Bao đại sư ngưng mắt nhìn huỳnh nhân thật lâu, sau đó mới nói: "Cậu chính là huỳnh nhân. Ông là người ở đâu?" Trong mắt huỳnh nhân lóe lên kinh ngạc rồi biến mất, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Mới nhìn thì đúng là khí thế của Bao đại sư này mạnh mẽ, nhưng vẫn còn kém huỳnh nhân khoảng cách xa lắm. Bao đại sư cười khẩy một tiếng: "Phế bao nhiêu cao thủ của hiệp hội tôi như vậy?" lại còn hỏi tôi là người ở đâu. Huỳnh Nhân lập tức nhớn lông mày. Ông là người của Hiệp hội Võ Đạo. Đã biết tôi là cấp cao của Hiệp hội Võ Đạo còn không mau quỳ xuống, tự cắt tứ chi, như vậy tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Bao đại sư đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo mạn. Huỳnh Nhân tự dưng thở dài trong lòng, võ si vào Nam ra Bắc, tăng cường chiến thần môn, nhưng mà trong Hiệp hội Võ Đạo thành lập các nơi cũng nuôi dưỡng không ít sâu mọt. Thấy Huỳnh Nhân không nói, bao đại sư lập tức hét lớn một tiếng. Còn không mau quỳ xuống. Huỳnh nhân thản nhiên nhìn ông ta, hỏi ngược lại. Võ thánh có sát tâm, văn nhân có ngạo cốt, ông thân là cấp cao hiệp hội võ đạo, luyện võ vì cái gì? Luyện võ đầu đội ba bó đuốc, tôn trời đất, kính thần quỷ, vì nhân dân, chỉ có một lòng nhiệt huyết can đảm soi chiếu. Ông không chỉ không được như thế, ngược lại còn diệt yếu nâng mạnh, nối giáo cho giặc, ông không xứng với hai chữ, võ giả ánh mắt huỳnh nhân lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn, trên người có hào khí cương trực, nói đến mức cả người bao đại sư chấn động, ánh mắt không dám tin lùi lại mấy bước. Phùng Cẩn Mai cũng lạnh lùng nhìn ông ta, dao găm trong tay xoay nhanh hơn, có thể sẽ bay khỏi tay bất cứ lúc nào. Cuối cùng bao đại sư lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vẫn nổ quát. Xanh con miệng còn hôi sữa, đến lượt cậu dậy đời tôi từ bao giờ. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, ông ta như mãnh hổ sổng chuồng, một trường đập về phía tim huỳnh nhân. Muốn chết, ánh mắt phùng cần mai rét lạnh, dao găm trong tay sắp văng ra. Lúc này, một bóng người nhanh hơn cô ấy một bước, chủ động đỡ một trường của bao đại sư. Sương cốt toàn thân huỳnh nhân kêu răng rắc, sức lực như núi lửa phun trào bỗng nhiên bùng nổ. Nội kinh, khoảnh khắc hai quyền giao thoa, ánh mắt bao đại sư kinh hãi tột cùng. Ngay cả sư phụ cũng không luyện ra được nội kinh, vậy mà lại xuất hiện trên một người đàn ông tầm thường. Oanh! Một quyền của huỳnh nhân khuyết trương, cơ thể bao đại sư bị đập như diều đứt dây, lăn đến bên chân đồng nam lĩnh. Phụt! Miệng ông ta trào ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ ống quần đồng nam lĩnh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 225.